chào anh em nhé. Thì hôm nay mình và ông anh của mình sẽ đi mua Z1000 nhá. Ông ấy thích Z1000 quá nhưng mà chưa có tiền. Nên là hôm nay chắc con đủ rồi thì hai anh em bắt đầu đi mua nhá. Thì chưa không? Đây là Z1000 nha. Cho các cô em rất thích là Z1000. Các cô em thích Z1000. Chỉ cần anh nào đi Z1000 đi qua huyết sáo là các em nhảy lên luôn. Ok. Đề chứ quá nào. Đề nguyên cái này cua hẹp anh nhở, xem 1000 cua hẹp thật đấy. Ba bát phở rồi. Không phải hai bát phở. Đấy không, anh cạnh nó biết anh chửi nha. Anh có chất cao không? Cho xin lại 5 lít. Không, đấy, tiếng này là tiếng tôm này, người ta thích tiếng tôm này hơn. Tiếng ấm này nó không, nó lên tô cao lại không hay bằng tiếng tôm này khi lên tô cao. Đấy, con này đá số sống của cô này nghe thế này. Cú phê luôn. Làm sao mà ai dám đá số sống này? Đi ơi. Đi toàn đi 30-40 km trên giờ. Thôi anh em chúng ta tiết hai con đây rồi, còn tiết con thứ ba thì phải tính là mất về 4 năm rồi. Đi anh em mình đi đấy. Để, không sang, bây giờ hai anh em đi con này về anh em ạ. Con này của anh Thuần một gấp gấp đôi nữa.
Vô. Hỏi chơi luôn. Chơi lý anh này đi về luôn.